Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ là cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump đã chính thức khép lại vào sáng nay theo giờ Việt Nam. Người dân khắp nước Mỹ đã trông chờ được theo dõi cuộc đấu khẩu quyết liệt này để đưa ra quyết định cuối cùng của mình vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Những nhận định trái chiều sau khi cuộc tranh luận kết thúc càng làm tăng kịch tính cho giai đoạn nước rút của cuộc đua vào Nhà Trắng. Tại thủ đô Washington DC, hàng trăm người đã tụ họp theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới. Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump có tất cả 3 cuộc tranh luận trực tiếp trước khi bước vào cuộc bầu cử chính thức vào ngày 8 tháng 11 tới. Vòng tranh luận trực tiếp là cơ hội cuối cùng để cả hai ứng viên của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thuyết phục người dân Mỹ giành lá phiếu bầu cho mình. Một khảo sát của Reuters trước đó cho thấy khoảng một nửa người dân Mỹ dựa vào thể hiện của các ứng viên trong những cuộc tranh luận thế này để bầu chọn. Do đó, đây chính là cơ hội tốt nhất để 27 triệu cử tri hiện chưa biết chọn ai sẽ đưa ra được quyết định cuối cùng của mình. Antonio Mattia là một trong số đó. Ông này cho biết khi theo dõi cuộc tranh luận, ông dành sự ủng hộ cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa Donald Trump. Tôi rất thích khả năng ứng khẩu của ông Donald Trump, tôi cũng cảm thấy là ông ấy rất chân thành. Trump đang cố gắng và tôi nghĩ là ông ấy không ngớ ngẩn như mọi người chỉ trích đâu. Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cựu ngoại trưởng Hillary thì quả quyết bà chắc chắn sẽ thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng bằng phong thái nổi bật của mình. Bà Hillary hoàn toàn thắng thế trong những cuộc tranh luận thế này bằng một phong thái rất điềm đạm. Bà ấy nói chuyện kiên quyết và thông minh, đáp trả mọi chỉ trích của đối thủ. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại cho rằng cuộc tranh luận trực tiếp chỉ giúp những người ủng hộ bà Hillary hay ông Donald Trump củng cố thêm quyết định của mình, chứ không đủ sức thuyết phục những người chưa biết chọn ai đưa ra được quyết định cuối cùng. Tôi thất vọng hoàn toàn. Cuộc tranh luận giống như là một buổi cãi vã và chỉ trích nhau. Tôi vẫn chưa tìm thấy được lý do gì đủ thuyết phục để mình lựa chọn. Trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên, hai ứng viên tổng thống Mỹ đã bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình quanh những vấn đề nổi bật của nước Mỹ như vấn đề phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, nạn trốn thuế, v.v. Cả hai ứng viên đã kết thúc cuộc tranh luận đầu tiên tại Đại học Hofstra bằng lời hứa nếu không đắc cử, họ cũng sẽ ủng hộ đối thủ của mình trên cương vị tổng thống Mỹ. Hiện kết quả khảo sát mới nhất của hãng thông tấn Reuters cho thấy bà Hillary đang tạm thời dẫn trước ông Donald Trump với khoảng cách 4% tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới. Dự kiến cuộc tranh luận trực tiếp theo của hai ứng viên sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ.